Xin chào cả nhà thân yêu. Ngày hôm nay tụi mình lại sang Hà Lan đi bắt cua thôi cả nhà ơi. Lần trước á, mình có quay một video ngắn mà lúc đó thì gió rất là nhiều luôn và mình cũng không có ai để cầm cái camera cho mình. Cho nên bây giờ hôm nay mình sẽ đi qua Hà Lan một lần nữa để câu cua, bởi vì mình rất là thích bắt ốc và câu cua. Mời cả nhà cùng đi với mình nha. Bây giờ mình đã tới bãi biển ở Hà Lan rồi, sẽ câu cua thôi. Hôm nay thì rất là nắng, hôm nay có thể lên tới 28 độ C. Nếu mà mình không mang theo lều á thì sẽ rất là dễ bị cháy nắng đó cả nhà, mặc dù mình đã thoa kem chống nắng đầy đủ hết rồi. Đây, mình đã sẵn sàng để chuẩn bị đi câu cua cả nhà ơi. Bây giờ chuẩn bị xuống câu trước một hiệp nha, trước một cử trước. Đây là mình đầu cá mình bỏ vô, tại nó nghe mùi tanh là nó sẽ tới. Còn cái này là cái lưới bỏ hành tỏi đó, rồi cột cọng dây vô đó, với cái cây, cái đồ để vớt cua lên, tại không dám cầm sợ bị kẹt. Cái xô rồi thôi đi nha. Bây giờ rất là nhiều người ta bắt đầu ra, người ta lặn này cả nhà, nước mát mát chứ người ta lặn quen thôi, chứ mình bỏ tay xuống thì mình vẫn thấy rất là lạnh. Để mồi ở đây nha, rồi mình đi mình câu cua. Nãy giờ mình bắt cũng được mấy con rồi đó. Nhiều lắm cả nhà, giờ mình câu được một con rồi. Trong cái hang của nó ở đây, giờ mình sẽ tiếp tục câu. Cắn, nó đang ăn. Sẽ nhấc lên. Nhấc. Rồi, được. Bắt cá đi. Đó. Xô luôn. Trời ơi, cả nhà thấy không? Đó, nó bám một lũ luôn. Bây giờ mình sẽ nhấc lên nha, con to không luôn á. Rồi nhấc đi anh, nhấc đi. Phải để cái lưới ở dưới. Anh để là mạnh quá là nó chạy hết á. Một chùm luôn đó nha. Nó còn lại nhiều lắm mà. Phải để được từng. Dưới luôn, sát luôn, giống em nó dứt lên. Lát nó lấy con bự nó con nhỏ lại đó, để sát luôn, để sát dưới đít luôn, nó ham ăn lắm, nó không có biết đó, móc từ dưới móc lên luôn. Ý, còn con bự sao anh thả rồi? Ồ, nó ham ăn đó nha. Con này con thứ hai đây, nhẹ dứt lên, bây giờ mình cứ đợi chút xíu nữa cho nó. Lớn con lớn ra giờ, con lớn ra. Đó, bây giờ mình để xíu con lớn nó ra. Đó, thấy cái kia. Rồi, thấy rồi. Nó ở dưới á, đó thả xuống đi, nó bù dày. Bắt cái lưới xuống. Bây giờ mình lên mình ăn chút xíu, xong lát mình xuống mình câu cua tiếp đi. Giờ này là vua. Cái mùa này ăn vua hả? Hôm nay thứ sáu thì rất là ít người nha. Ngày mai là đông lắm á.
Ăn xong thì Tú xuống, Tú câu thêm một chút xíu nữa rồi sẽ ra về. Anh chị em Việt Nam nào có đến biển Hà Lan câu cua ở khu vực này thì nhớ là lưu ý. Trước khi mình chạy vô thì người ta đều có cái bảng á, quy định rõ ràng là những loại cua nào mình được bắt nha. Ở đây cũng có tôm hùm nữa, nhưng mà tôm hùm là được luật vô và danh sách được bảo vệ. Và cua có những loại con cũng được bảo vệ luôn. Vì vậy chúng ta phải hết sức là cẩn thận khi mình đi câu cua ở đây. Nếu mà mình làm sai quy định á, là phạt rất là nặng luôn. Có thể là người ta sẽ tịch thu luôn xe. Cái mấy hôm lần trước á, Tú đến đây Tú chơi thì không có thấy cảnh sát đi kiểm tra. Nhưng mà lúc nãy thì thấy có một anh cảnh sát, anh chạy xe đạp, anh kiểm tra vòng vòng biển á nha cả nhà. Cho nên hết sức là lưu ý vấn đề này. Hôm nay là mình bắt được hai thùng cua. Cái thùng này nói vậy chứ không nhiều vậy nha, lót rơm cái lượng lót rêu ở dưới cho nó mát á. Giờ mình sẽ lựa con nhỏ mình bỏ ra. Con cái luôn, bỏ ra luôn. Bây giờ trên đường về thì mình ghé vô siêu thị Lê Đình để mình mua một chút xíu đồ về. Siêu thị Lê Đình ở bên Hà Lan á thì mình rất là thích đi. Ở chỗ này gần biển á thì nó rộng rãi lắm cả nhà, mà ở bên đây á mua nhiều cái giảm giá lắm. Giờ hồi nãy giờ mình mua măng cũng được giảm giá nè, giờ mình sẽ mua bọc đậu cô ve. Sao thấy cái này không ngon. Bán rất là nhiều luôn, cũng giống như bên Bỉ thôi, nhưng mà bên đây mình thấy bán nhiều mặt hàng đa dạng hơn. Và thấy cũng rẻ hơn nữa nha cả nhà. Nhiều cái nó rẻ hơn bên Bỉ nữa. Bên Bỉ có nhiều cái không bán mà bên đây nó bán. Spinazzi. Rau này giống như hôm bữa mình có nấu ăn giống như tàu dền. Dạ, nãy giờ. Đây. Su hào này rất là thích ăn nè. Cái này ăn ngon. Trái. Một tức là 99 cent. Hai trái, hai quả. Trời ơi, nấm này giảm rồi nha. Nấm này mình mua trong siêu thị đi lé bên mình thì rất là mắc. Bây giờ mình mua. Rồi qua đây cứ canh giảm giá mua. Gì giảm mua. Đây là dưa hấu giờ. Dưa hấu này bự. Đó. Bự lắm mà ăn nó không chắc nước không à. Đằng kia là 8.99 một trái. Giờ mình mua cái hộp sốt này. Đó, Samba Olet về để mình chế biến mấy cái sốt đó mình ăn. 1 đồng 49. Ngon lắm. Cũng có nước tương của Nhật, Japan. Rồi Jasmine Ray. Này, gạo. Này, mấy cái bánh này mình về mình cuộn chung với thịt. Giống như người Thổ, món Thổ ăn rất là ngon. Salad này kia ăn chay này kia ăn rất là ngon luôn. Hay là cuộn thịt bò tùy theo mình muốn ăn gì ăn. Nó có màu hồng nè, trắng, ăn rất là nhiều. Bên đây bán thấy bán nhiều loại lắm. Mới đây mua một nồi rồi bắp. Bên đây bắp ngon, mình sẽ mua nhiều. Bắp ngon hơn Bỉ và rẻ hơn. Ngon quá. Bắp bây giờ qua lấy tiếp bắp, ăn hết thì bỏ vô tủ đá. Bắp. Nó có hai loại nha cả nhà, bắp này chưa luộc, còn bắp này luộc rồi, bắp này ăn rất là dở không ngon. Cho nên mình thường hay ăn cái bắp này về mình mua giùm luộc. Này là trái chà là, nhưng mà đừng nên mua, rất là khô, muốn ăn thì vô chợ của Thổ. Trái của Thổ ăn ngon. Đây là quầy bán đồ trái cây khô, mình rất là thích mua cái này. Ăn rất là ngon luôn nè cả nhà. Cái bịch này. Có cái này khô lắm. Đây là nước ổi, mình sẽ mua nước ổi.
1 đồng 25 một chai. Của Ly Đình ở bên Hà Lan rất là to nha cả nhà. Giờ còn có coconut qua tờ nữa nè, lúc trước mình đâu thấy đâu mà nay có luôn. Nước ở thì mình còn có 5 chai thì sẽ mua hết 5 chai. Rồi đi siêu thị chưa mua đồ ăn thịt cá gì hết trơn, mua mấy này không. Chắc tính tiền cũng ngập à. Quy định ở bên Hà Lan rất là chặt chẽ và khác hẳn với bên Mỹ. Ví dụ như bên Mỹ mình đi mua một cái lon nước ngọt hay cái lon bò hút thì không có thế chân ha cả nhà, chỉ có mua chai bia á, chai bia miễn á, có loại thế chân có loại không. Đó, còn bên đây là chai bia hay là những cái lon này là phải thế chân. Đó, 1 đồng 49, xong rồi mình cộng thêm 0,15 cent tiền thế chân nữa, không được dùng bậy bạ. Sau đó là người ta sẽ uống hết rồi người ta bỏ hết cái lon đó vô trong đó, rồi lát nữa người ta lấy lại tiền ha cả nhà. Rất là lớn luôn. Mấy cái đồ ăn bánh mì nói chung là cũng bán giống giống bên Bỉ thôi, mà có nhiều cái bên Bỉ không có và bên đây có một hai món. Mình nói mình ví dụ mua bia nè cả nhà thấy không, đó là cũng có thế chân luôn, coi như là 24 chai thì phải thế chân 3 đồng 90. Sasika mình uống hết mình mang cái chai bia vô đó mình để người ta lấy lại tiền. Đây tất cả là người ta ghi rất rõ nè, Sasika thế chân tiền không 90 sen. Rồi xong mua vô đây thôi, không biết hết bao nhiêu. Ở bên đây còn có hệ thống tính tự động, bên Mỹ thì mình chưa thấy, Ly Đình có. Rồi mua hết vô đây rồi 100 mấy. Xong rồi lên xe đi về nhà thôi. Về tới nhà thì mình lấy mấy con cua bự ra, mình rửa sạch sẽ rồi mình xào với sốt ăn thôi cả nhà. Ăn thử xem cua này xào với sốt nó có ngon không nha. Bây giờ đã làm xong cua rồi nè cả nhà ơi, cua rang sốt, trong đây có ớt tay, sốt ớt tay rồi tiêu đen, xương tương. Muốn ăn sốt gì thì mình tự pha, có bắp, nên mình bắp được rất nhiều, ăn tô luôn. Cua thì ăn cũng rất là được luôn đó cả nhà, nhờ vào cái sốt mà Tú chế biến đó. Video của Tú tới đây cũng rất là dài rồi. Cảm ơn cả nhà đã xem hết video của Tú nha. Hẹn gặp cả nhà trong video tiếp theo. Bye bye và good night.